tại là mình đang có mặt ở địa chỉ 242 ấp 3 xã Thịnh Hòa, Phụng Hiệp, Hậu Giang. Sau một liệu trình giảm béo Korea thì số chỉ số của chị đã thay đổi như nào chị? Khi mà xong cái liệu trình giảm béo ở thẩm mỹ viện Korea thì chị đã giảm được 14kg và 25cm mỗi vòng. Chị có thể tạm thời để cho các bạn xem được vòng eo của mình được không ạ? Chị có thể đứng. Được em. Dạ. Đây. Thấy có không? Dạ, cái áo chị đang mặc là áo cũ hay là áo chị mới mua đấy ạ? Áo này là áo cũ. Chị hình như là phải và kẹp đằng sau. Phải kẹp ở phía sau nữa đó em. Vâng ạ. Thế tủ đồ của chị bây giờ thay đổi ra sao hả chị? Đồ thì chị đã thay đổi size rất nhiều. Trước là chị mặc ra 2XL, hiện tại là mặc size L thôi. Bây giờ là chị chắc là tự tin mặc những cái đồ trắng, màu trắng sáng màu đúng không chị? Đúng rồi. Còn ngày khi trước thì mình dạ. Giảm cân được thì mình tự tin, bởi vì giá của mình là nó đẹp lại rồi thì mình mặc đồ màu sáng một tí. Lúc trước thì chị chỉ chọn màu tối nè. Áo thì có tay tí xíu nè, tại vì có mình có cái bắp tay thì là mình mặc cái áo cánh thì nó lộ cái phần vai ra rất là nhiều. Nên là mình chọn những cái màu tối. Giờ thì mình tự tin rồi, mặc đồ sáng chút. Khi đến viện thẩm mỹ Korea thì chị có nghĩ là một ngày nào đấy chị có thể giảm 14kg và mặc lại đồ sắt nách rồi là sáng màu như bây giờ không ạ? Lúc đầu khi mà chị đến thì mình nghĩ là mình giảm ký nhưng mà không nghĩ là sẽ nhiều như vậy. Thì khi mà mình đến mình giảm được 14kg là nó quá quá sức tưởng tượng của mình. Đạt được như vậy rồi thì chị thấy là rất là hiệu quả, là thành công. Cái ngoại hình thì chắc chắn là ai cũng nhận ra rồi. Còn cái sức khỏe của chị thì sau khi làm xong liệu trình thì nó thay đổi được cải thiện ra sao hả chị? Cái sức khỏe của chị khi mà chị làm xong thì rất là tốt. Chị thấy hài lòng là những cái gọi là đau khớp thì chị đã hết, chị khỏi hẳn luôn. Không cần phải làm những cái massage hay là gì để mà chống mỏi. Giờ là tự động là hết luôn. Mỗi ngày rất là khỏe. Dạ, vâng. Còn cái quá trình đào thải của chị thì diễn ra như thế nào ạ? Quá trình đào thải thì rất là tốt. Khi mà mình đi ở thẩm mỹ viện về được 2 ngày là bắt đầu là đã thấy sự đào thải. Thì lúc ban đầu thì mình đi phân màu vàng. Sau đó là nó nâu nâu. Nói chung là khi mà mình đào thải thì cơ thể của mình nó rất là nhẹ nhàng. Thì mỗi ngày một ít. Và bây giờ là hiệu quả rõ. Chị có thể chia sẻ cái niềm hạnh phúc cũng như cái sự sung sướng khi mà mình giảm được số ký như vậy, trong khi đấy là trước đấy mình đã tìm rất là nhiều cách nhưng mà cũng không có thành công đúng không ạ? Đúng rồi. Những ngày trước khi mà chị bị mập thì chị cũng đã sử dụng qua rất là nhiều loại thuốc giảm cân. Chẳng hạn là 4-5 loại. Thì lúc đầu thì giảm được khoảng 2-3kg, nhưng mà sau cái thời gian đó thì thuốc của mình là nó sừng lại, nó không giảm nữa. Đồng thời là chị đổi thuốc thì có những loại thuốc uống xong lại lên cân, uống xong thì chị lên 3-4 cân, thế là chị bỏ luôn, chị không uống nữa. Thì từ ngày mà chị xem livestream ở trên Facebook, chị thấy viện thẩm mỹ Korea này thì chị thấy chị rất là tin tưởng. Tại vì chị thấy những hình ảnh của mấy chị là giảm cân thành công, thì cái hình ảnh đó là người thật việc thật, nên là chị là rất là tin tưởng. Và chị đã đến Korea trải nghiệm, và ngày hôm nay là cái thành quả có được. Chị rất là cảm ơn viện thẩm mỹ viện Korea. Nhưng mà có cái động lực nào hoặc là có những cái tình huống nào mà mọi người nói khiến chị bị tủi thân hay là bị buồn mà chị có động lực quyết tâm tới Korea không ạ? Cũng có những cái lời nói chung là chỉ trích, sao lúc này mày mập quá, mày béo quá. Hoặc là khi mà đi chung với mẹ ruột thì nói là trông mày già hơn mẹ mày nữa. Thì mình thấy mình cũng buồn, có khi mình cũng có những cái suy nghĩ. Thì mình càng nghĩ tới cái chuyện béo thì mình lại là càng muốn đẹp. Hiện giờ muốn đẹp thì mình phải tìm hiểu một cái địa chỉ, một cái nơi uy tín để mà mình lấy lại cái dốc dáng giống như thời con gái của mình. Thì tình cờ gặp được Korea và mình đã thay đổi.
Còn về phía ông xã thì sao ạ? Khi mà chị mập lên rồi là chị quyết tâm tham gia liệu trình của Korea thì anh đã có sự đồng hành cũng như ủng hộ chị như thế nào ạ? Từ ngày mà chị đến với thẩm mỹ viện thì ông xã là người đồng hành cùng mình ngay cái thời buổi ban đầu luôn, từ cái buổi đầu tiên mà mình đi cho tới ngày hôm nay. Thì xong cái liệu trình mình giảm được gì thì cái hạnh phúc gia đình nói chung là cải thiện rất là tốt. Ví dụ như những buổi sáng ngồi ăn sáng là chung cả gia đình, vợ chồng con, rồi nói chuyện bàn những cái công việc, mình thấy mình rất là phấn khởi. Thì khi mà đẹp lên rồi thì mọi công việc hình như là nó tốt hẳn theo. Giảm ký tại Viện Thẩm mỹ Korea thành công rồi thì chị có lời nào nhắn gửi tới các mọi người cũng đang muốn tìm các biện pháp an toàn để giảm cân, đặc biệt là các bà mẹ bỉm sữa ạ? Thì khi mà chị giảm cân thành công rồi á thì chị cũng gửi lời đến các cô, các chú, các chị em mà bị béo giống như chị thì hãy đến Viện Thẩm mỹ viện Korea số 1 Trần Nhật Duật, thành phố Hồ Chí Minh, và cái địa chỉ uy tín để mà giảm cân thành công cho chị em là đem lại được cái dốc dáng thon gọn như thời con gái nha. À, còn nếu như mà chị em nào còn ngần ngại chưa tin tưởng thì các chị hãy gọi điện thoại cho Bích, số điện thoại là 0765 933 479, để tìm hiểu thêm. Bích sẽ nhiệt tình để đồng hành cùng mấy chị.